Rồi xin chào anh em, đây là cái máy ảnh mirrorless cảm biến full frame nhỏ nhất thế giới đây, Sigma FB. Rồi, Sigma gọi cái chiếc máy này của họ là Fortissimo Pianissimo, có nghĩa là một cái máy ảnh rất nhỏ và rất là mạnh. Đó, thì trước hết là cái cảm biến của cái Sigma FB này á, là nó không có dùng cái cảm biến 4Realm mà nổi tiếng như là cái máy ảnh đây, cái DB2 của mình rất là thích, mặc dù nó chậm nhưng mà sử dụng cái cảm biến thần thánh của họ. Còn cái Sigma FB này thì Sigma họ dùng cảm biến DSi CMOS, cái kiểu cấu trúc bây giờ chứ không phải là 4Realm như là các cái dòng trước đây. Thì nhưng mà cảm biến này là một cái máy ảnh cảm biến full frame mirrorless đầu tiên của Sigma. Như vậy là Sigma đã bắt đầu tham gia vào thị trường cùng với các cái hãng như là Nikon, Canon, Sony và Panasonic với cái dòng S1 cảm biến full frame mirrorless đó. Rồi về cái thông số kỹ thuật cơ bản, anh em thấy là cái cảm biến full frame này chỉ có 24 chấm, cái điểm lấy nét là chỉ có 40 mấy điểm đó, và lấy nét theo phương pháp tương phản như là các cái dòng máy Leica chứ không phải là hybrid hay là line như là các cái dòng máy của các cái hãng khác cùng cái phân khúc như thế này đó. Giá ISO thì nó chỉ chạy từ 100 đến 25.400 thôi chứ không phải là lên đến 100 lẻ mấy ngàn như là các cái máy khác. Rồi tốc độ chụp tiếp là 18 frame trên 1 giây nhưng mà cái bộ đệm của nó chỉ là 12 frame mà thôi. Cho nên là về thông số kỹ thuật thì chiếc máy này con số nó không có nhiều, nó không có ấn tượng. Nhưng mà đây là một cái máy mà Sigma đánh giá nó là một cái máy rất là mạnh, thì chúng ta sẽ coi nó như thế nào. Rồi về thiết kế xung quanh, anh em thấy nhìn một cái máy nó hình gần như là một cái hình khối lập phương, một khối vuông phẳng từ mặt trước, mặt trên, xung quanh và cả cái mặt sau như thế này, một khối vuông như vậy. Và có rất là nhiều cái khớp nối để chúng ta có thể nối với các cái phụ kiện bên ngoài đó. Thì bởi vì như vậy cho nên là người ta liên tưởng đến cái chuyện một cái máy ảnh mà chúng ta có thể nối với các cái thiết bị phụ kiện ngoại vi để dùng cho công việc quay phim nó tiện dụng đó. Thì bởi vì như vậy cho nên là cộng thêm nữa là các cái thông số liên quan đến cái khả năng quay video của cái máy này rất là ấn tượng, quay định dạng RAW 24 frame và 4K. Thì như vậy là chúng ta thấy là cái thông số của cái máy này và cũng như là các cái tính năng cũng như là các cái nút bấm, chúng ta thấy là gần như các cái nút bấm ở xung quanh cái máy là phục vụ cho chuyện quay rất là nhiều. Thành ra đây là một cái máy ảnh phục vụ cho chuyện quay là chính và có thêm cái chức năng chụp ảnh tĩnh. Rồi, thêm một cái chi tiết nữa là cái máy ảnh Sigma FB này sử dụng ngàm ống kính là ngàm L. Đó. Thì anh em biết là ba hãng Leica, Sigma, Panasonic họ liên minh với nhau làm ra cái ngàm này, người ta gọi là ngàm L đó. Thì của ba cái hãng hợp tác với nhau để làm cái thì Panasonic họ đã ra cái dòng máy của họ, cái máy đầu tiên mà dùng cái ngàm của liên minh này đó. Thì bây giờ Sigma lại tiếp tục dùng cái ngàm này, giống như là ba hãng hợp tác lại để mà làm cho họ mạnh lên hơn. Và các hãng Sigma bây giờ ra cái máy này cũng là một cái cách nào đó để làm cho cái liên minh này nó mạnh mẽ lên, đó là ngàm L chung cho cả ba cái hãng chuyên sản xuất ống kính, thấu kính rất là chất lượng đó. Ở đây thì một cái máy đi kèm thêm một cái ống kính trong cái nguyên hộp họ bán là 50 triệu. Thì đây là cái ống kính 45 khẩu 2.8, mình thấy rất là chắc chắn và từ cái vòng xoay lá khẩu cho đến vòng nét rất là êm mượt và cảm giác rất là kiểu như là một cái thiết bị rất là chất lượng vậy đó. Trước khi mình cầm cái máy này thì mình thấy là các cái bài review ở nước ngoài họ nói rất là nhiều về cái khả năng lấy nét của cái máy này. Dùng cái phương pháp lấy nét theo kiểu đo tương phản nên là sợ nó chậm và các cái điểm nét cũng không có được nhiều. Thì khi mà mình cầm thực tế mình bấm chụp thử ở nhiều cái tình huống ánh sáng chênh lệch hay là vùng tối hay là các cái đối tượng khác nhau thì mình thấy là lấy nét rất là ok, rất là nhanh đó, xử lý rất là nhanh. Mình nghĩ là cái thuật toán ở trong cái Sigma FB này nó rất là mạnh, phục vụ cho cái chuyện lấy nét hơn là cái phô diễn về cái con số. Đó là cái mà mình cảm nhận thực tế khi mình cầm cái máy này. Đó, cho nên là về cái việc mà dùng cái máy FB này để mình chụp hình, mình nghĩ là cái việc mà lấy nét là không có phải lo lắng. Chỉ có một cái là chụp liên tiếp 18 frame nhưng mà bộ đệm 12 frame thì mình nghĩ
ở một mức độ nào đó thì vẫn có thể là cảm thấy yên tâm, ngoại trừ chụp thể thao mà đòi một cái bộ đệm nó to hơn, hay là chụp hàng trăm phát liên tục, hay là nhiều trăm phát liên tục, thì cái này nó không phải là cái máy phục vụ. Rồi, cái FB của Sigma này không có viewfinder, không có cái ống ngắm điện tử, và cũng không có cái hot shoe tích hợp trên này, mà có một cái hot shoe rời, chúng ta sẽ vặn nó vào trong này. Đây, đó. Thì ở đây chúng ta có thể gắn đèn hoặc là các cái phụ kiện này kia trên cái hot shoe này. Còn không có cái viewfinder, nhưng mà mình thấy là ở trên hãng người ta có thêm một cái phụ kiện để mà chụp trên cái màn hình này, phục vụ cho chuyện là các góc nhìn lấy nét hay là canh khung cho cái việc quay video. Đó, nó như thế này. Rồi chi tiết một chút xíu để anh em thấy là vì sao mà người ta nói đây là cái máy phục vụ cho người quay phim chuyên nghiệp và có thêm tính năng chụp hình, chứ không phải đây là một cái máy chụp hình mà có tính năng quay phim. Thì anh em thấy là về mặt thiết kế thôi là thấy rất rõ, ở trên này từ các cái nút bấm mà chuyển từ chế độ still hay là scene về việc quay phim nằm ngay trên này để dễ thao tác. Ở đây là cái nút để chúng ta bấm quay video rất là to, rõ ràng luôn, và không có lầm nhầm lẫn khi mà chúng ta đặt ở đây là chính xác để mà phục vụ cho việc quay phim. Nguyên cái dãy nút ở phía dưới này là các cái nút để chúng ta tùy chỉnh các cái profile màu, các filter màu khi mà chúng ta quay phim. Mình thấy là có một loạt những cái filter màu trắng đen và scene rất là hay, rất là đẹp nằm ở trên này, cũng như là kiểu đo sáng khác nhau, chọn lựa các cái tính năng cân bằng sáng hài hòa là nằm trên này hết, tùy chọn khung hình này kia ở dưới này hết. Đó, menu cũng nằm dưới này luôn. Ở đây chỉ có một cái bánh xe thì đang hiện tại là đang tích hợp để mà chúng ta tăng giảm EV mà thôi. Như vậy thì về mặt thiết kế, cái thân máy rất là nhỏ, nhưng mà họ đưa gần như là các cái nút điều khiển, điều chỉnh các cái tính năng để phục vụ cho việc quay phim và chụp hình ra ngoài gần như là rất là nhiều. Thành ra là nó hơi xít, và khi thao tác thì có thể nó, nếu mà bàn tay to, tay mình thì nó hơi vừa vừa, nhưng mà to thì mình nghĩ là nó sẽ hơi vướng, khó chịu bởi vì nó nhỏ mà nhiều nút quá. Đó, nhưng mà riêng cái màn hình anh em thấy là chiếm một diện tích rất là lớn và chất lượng rất là rõ sáng khi mà mình coi lại hình hay là ngay khi mình chụp hình. Nếu mà dùng cái nhìn vào trong cái màn hình LCD này để lấy nét hay canh khung này kia, thứ rất là sáng rõ, kể khi mà chúng ta ra ngoài trời nắng. Đó, thì đây là một cái rất là đáng giá. Mình nghĩ là nếu mà ai có nhu cầu quay video chuyên nghiệp hoặc là nghiêm túc hoặc là phục vụ cho công việc và có thêm tính năng chụp hình, thì đây là một cái máy rất là đáng để tham khảo. Hiện tại Phú Quang đang bán 50 triệu body và cả cái ống kính 45 này. Đó, riêng về cá nhân mình á, thì mình là fan Sigma. Hồi trước giờ mình vẫn dùng cái máy chụp hình DB2 này, cảm biến Pholeon cũ của Sigma đó. Cảm biến tạo ra một cái chất lượng hình ảnh nó rất là đặc trưng, mặc dù cái máy này rất là chậm đó, nhưng mà mình vẫn giữ. Thì mình, khi mà nghe nói cái máy này ra mắt, mình rất là háo hức và theo dõi, nhưng mà nhu cầu quay phim của mình thì nó không nhiều bằng chụp hình, cho nên là cũng đang đắn đo. Nhưng mà nếu mà với cái giá 50 triệu, mình nghĩ là mình cũng hỏi một số anh em, thì 50 triệu với một cái bộ máy như thế này là rất là ổn. Và nếu mà chúng ta cần cho nhu cầu quay video nghiêm túc hơn và chụp hình thêm, thì chúng ta nên tham khảo cái bộ máy này.